Rồi hôm nay chúng ta tiếp tục học kinh Mi Tiên Tỳ Kheo ha Thì bữa hôm chúng ta học cái bài số 6 á Cái bài với cái tự đề là Vì sao biết có nếp bàn là niềm vui Thì bữa hưởng có hai vấn đề mà chúng ta chứng minh, phân tích Hay là chúng ta diễn giải làm sao cho người ta hiểu là à, nếp oh, Cái từ cái bài bài dưới chứ ha cái bài mà vì sao biết có Phật. Thì về cái cái lịch sử thì chúng ta đã phân tích cho cho họ thấy rằng là nói về cái mảng lịch sử bây giờ khoa học người ta chứng minh là Đức Phật chúng ta là một vị là một con người, lịch sử rõ ràng ha. Mà gần như chỉ có cái 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 vị giáo chủ Phật giáo mới có cái này. Là một con người. Và từ cái con người đó nó 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 có giá trị trong quá trình mà chúng ta cái đạo Phật hay là bản thân Đức Phật đi hoàn pháp rất có giá trị. Tại vì cái giống như Đức Phật nó tứ diệu đế, ông tư ông tu tứ diệu đế mà được cái này cái nọ, mà Đức Phật là một vị thánh á, thì người ta sẽ nói ờ do ông là thánh, ông không phải ngừ, ông mới tu được. Còn tôi đây là con ngừ phàm phu tục tử, tôi không thể tu cái này không thể đạt được. Nhưng mà đây chứng tỏ rằng Đức Phật cũng là con người đầy những cái tham dục nếu là chưa tu tập Nhưng mà qua quá trình tu tập loại trừ đoạn trừ những cái phiền não như mọi người Thì cái người đó có thể thành Phật được Thì mọi người chúng sanh trên cuộc đời này cũng y chang như vậy Nó có giá trị dữ lắm á Cái này chúng ta thấy thì nó rất là đơn giản Nhưng mà nó về cái cái giá trị khi mà ông vua A Dục Ông để lại những cái cái đó đó để cho cái, cái nền Phật giáo chúng ta có những cái minh chứng rất là tuyệt vời. À, thì hôm nay chúng ta sẽ phân tích phần thứ hai. Đầu tiên là chúng ta lý giải, chúng ta biết là Đức Phật chúng ta là một con người. Khoa học chứng minh là rồi khảo cổ xác định vấn đề đó có ông Phật, có Thái tử Thật Đa rồi có tứ động tâm đó. Nơi đẳng sanh, nơi thành đạo, nơi chuyển pháp lưng và nơi nhân bàn Rõ ràng đó là người ta nói vì sao biết có Phật là một ý. Bây giờ chúng ta phân tích một cái thứ hai đó Phật về cái mặt tâm linh về cái mặt bản thể thì coi thử nó về cái mặt bản thể có nghĩa là trong tất cả chúng sanh đều có Phật tánh đó. Mình coi thử ông nói ông Phật nói là trong Đức Phật có trong mình có hay không? và sau khi mà đức phật mất đi hoặc chúng ta mất đi thì cái phật tánh đó nó còn hay không hay là nó như thế nào thì chúng ta phân tích cái này á, thì chúng ta thấy rõ cái này nó cái vị học kinh điển á chơi vì thấy ha theo kinh điển nam truyền á là gần như không có đề cập tới vấn đề mà phật tánh nha cái vì học để ý cái chuyện này để mà phân được biết được đâu là kinh bên Mahayana và Theravada hay là kinh bên Nam Triền đó, đa số là gần như không có đề cập đến Bồ Tát đa số nó là như vậy à thì quý vị biết rằng chúng ta học đạo là phải giải thoát phải giác ngộ nó thẳng thần cái là học đạo phải sướng còn vị nào mà học đạo mà không thấy sướng đó, là thôi coi chừng chúng ta học sai rồi đó là tại sao chúng ta có cái thứ đúng không ở đây có vị thấy là có vị có thấy mà chúng ta bị uh, giống như là phiền não á là khổ hay là vui chắc chắn là khổ đúng không mà những cái giáo lý đức phật dạy chúng ta là những cái để loại trừ cái khổ đó ra để chúng ta có được cái hạnh phúc có cái niềm vui mà gần như trên đời này ai cũng muốn đi tìm cái đó hết á. Mà khi thấy rõ ràng Đức Phật là một cái người mà đi 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 bỏ cả cuộc đời đi tìm ra các phương pháp giống như cái cẩm nang mà để mà nấu ăn uh, người mà đầu bếp vậy đó. Bây giờ chỉ có một cái là chúng ta dựa trên cái cẩm nang đó và nấu được có tô mì tô phở ăn thôi à. Mà chúng ta là làm biến. Trong khi đó Đức Phật khổ công Trong cái thời Đức Phật đã có 96 đạo giáo Một mình ổng 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 đi tìm ra cái phương pháp Cái cảm nang để chúng ta sử dụng bây giờ thôi đó Mà chúng ta tu cả trớt cả trớt vậy đó Mà rõ ràng chúng ta thấy áp dụng vô chúng ta có kết quả mà Nên nó là chúng ta được thừa hưởng một cái gia tài rất là tuyệt vời Mà rõ ràng Đức Phật không bắt chúng ta phải tin ổng đâu Đức Phật nói là Đức Phật nói có vấn đề đó đó Rồi chúng ta kiểm chứng bằng cách chúng ta thực tập coi Nếu mà trúng á, thì nghe Còn không trúng bỏ Nha Ở đây đó đừng cái nói cái gì mà kinh quý là cái gì mà Phật đó là quý hết nha Đức Phật nói rất là rõ Cái kinh nào mà cái vị nghe không nổi á Bỏ không sao hết không có tội lỗi gì hết á cái nào mà cái vị nghe được hoặc là những cái kinh điển đại thừa đó không phải là bỏ nha có nghĩa là đấu bản thân ngày xưa á cái nào mà nghe không hiểu mà khó hiểu á là sư là càng nghiên cứu nhiều hơn nữa cái đó rất là cần thiết tại vì cái trình độ thấp của mình nó gặp cái giáo lý cao mình mình không hiểu nổi thì bắt buộc mình phải nghiên cứu nhiều còn những cái bộ kinh đó mà sư nói là muốn làm sao mà hướng dẫn cho cái vị khi mà cái vị ra trường á, Quý vị nghe bất cứ vị giảng sư nào giảng đi nữa, cái vị không có bị thấy là nó mâu thuẫn lẫn nhau, chứ không là gần như cái vị thấy mâu thuẫn không? Có vị thờ giảng sư này nói cái giáo lý này, rồi có vị kia là nói ngược lại, cái vị thấy nhiều nhiều đúng không? Rất là nhiều chứ không phải là không có. Rồi thậm chí trong cái cái lạ kinh Đức Phật nó cũng mau thuẫn không á chứ bộ. Như nhiều lần cái nói đó, theo Nam Triền có nghĩa là bốn chân lý vô thường, khổ vô ngã bất tịnh là chân lý nha. Không có dấu lý nào cao hơn nữa trong cái này là bốn chân lý bên Nam Triền. Nhưng mà qua đại thừa Đức Phật phủ ngay lập tức. Hồi nãy ông nói vô thường á, bây giờ ông nói thường. Hồi nãy ông nói vô ngã, bây giờ ông nói ngã. Hồi nãy ông nói bất tịnh, bây giờ ông nói tịnh. Thấy chưa Sư muốn làm sao mà hướng dẫn Thì vì cái cách nghiên cứu kinh điển Mà nghe cái vị giảng sư đó giảng đó Quý vị biết là cái trình độ đó Nó nằm ở vị trí nào Rồi cái vị giảng sư khác Người ta nói ở cái trình độ nào Là cái vị thấy nó có sự lô, lô rít Lưu thông với nhau hết Mà nó như thế này nè Trong cái nền giáo lý nó như thế này nè như như là ví dụ ví dụ quý vị đó Các người bán xe hơi đó ha sẽ cho nó ba lớp đi một cái loại xe hơi thấp bình thường người bình dân sử dụng rồi một cái loại xe hơi trung có nghĩa là người trung lưu rồi một cái loại xe mà siêu nữa thì ba cái nhân viên mà buôn bán loại xe này đó thì tất nhiên cái người nhân viên đầu tiên mà bán xe cho những người bình thường mà xài đó người ta cũng ca ngợi xe này đúng không cũng phải ca ngợi chiếc xe này tốt mà đặng mà khách ta mới mua nhưng mà cái nhân viên thứ hai người ta bán cái loại xe tốt hơn cái loại xe này đó người ta cũng phải tìm mọi cách làm sao người ta chỉ cái điểm sai của chiếc xe dưới để người ta thấy chiếc xe cái vị trí này tốt hơn rồi cái, cái, cái xe mà tốt ở trên đó ảnh phải tìm mọi cách ảnh chỉ làm cái sai lầm của hai cái dòng xe dưới người ta mới quý cái dòng xe trên người ta mua thì cái nền giáo lý nhà Phật nó như vậy Không phải là chống đối lẫn nhau Không phải là bài xích lẫn nhau Mà khi mà có vị đó trình bày cái giáo lý cao ở trên đó Muốn để cho tính cái người thính chúng người ta chấp nhận người ta đồng tình đó Ở dưới làm sao phủ cho hết ở dưới Phân tích làm sao cho ta thấy những cái dưới sai lầm hết Người ta mới chấp nhận cái trên thì quý vị thấy gần như cái giáo lý mà đại thừa đó, cái kinh điển mà liễu nghĩa thượng thừa đó gần như phủ hết cái nền giáo lý dư Như chúng ta nói là tam đọc uh, tham sân si là đọc đúng không? Cái giáo lý dư là nó là tam đọc rõ ràng mình thấy đọc mà nó rất là nguy hiểm. Nhưng mà qua cái giống như kinh của uh, Di Ma Cật đó tam đọc không có gì mà đọc hết nó không có độc mà nó độc chẳng qua ví dụ như cái tham nó đến, chúng ta mất bình tĩnh, mất cái chánh niệm, chúng người ta lôi chúng ta vào cái con đường mà kinh doanh heroin. Vì lòng tham mà chúng ta mất chánh niệm, chúng ta đi kinh doanh thì nó trở nó sẽ chuyển thành cái địa ngục. Cái sai lầm. Nhưng mà cái người này đó bình tĩnh chánh niệm nhận thức được cái này là cái nguyên nhân sẽ khổ đau. Người ta sẽ không tham gia vào vấn đề mà buôn bán heroin thì cái mà gọi là cách đọc mà cái mà ở tù hồi nãy đó nó có không không quý vị thấy chưa cái nền giống lý nó phật nó hay đến mức độ đó đó thì làm sao mà nó nói là làm sao cho cái vị hiểu cho được sau này nghe bài kinh nào vị giảng sư nào giảng cái vị nghe là không thấy mâu thuẫn với chúng hoặc là cái vị đọc cái bài kinh này cái biết là bài kinh là đức Phật đang nói ở cái thừa thứ mấy trong ngũ thừa. Nhớ ha, trong cái nền kinh điển Đức Phật á, Đức Phật chia có 5 cái loại, 5 cái cái lớp, 5 cái trình độ kinh điển là nhân thừa, thiên thừa, thanh văn thừa, duyên giác thừa và bồ tát thừa. 5 cái lớp tu tập khác nhau. Mà 5 lớp này nó có cái điều kiện của mỗi cái giáo lý sẽ khác nhau. Giống như nhân thừa thì tu cái gì? Điều kiện tu của nhân thừa là gì? Tam quy ngũ giới Xong Cái điều kiện của thiên thừa là tu gì? Thập thiện Cái điều kiện của tu của thinh văn thừa Là cái người xuất gia đó Tăng ni là tu gì? Tứ gì? Tứ diệu đế hay là 37 phẩm trời đạo Hoặc là uh, duyên giác thừa Thì tu cái gì? mười hai nhân duyên bồ tát thừa tú gì lục độ ba la mật phải biết ví dụ như nghe cái vị hòa thượng nó đang trình bày về lục độ ba la mật là biết hòa thượng đang trình bày cái giáo lý kinh điển là cao nhất giống như đại học vậy đó thì chắc chắn cái vị này người ta sẽ bài bắt toàn bộ cái mê tín dị đoan nằm ở dưới Chứ còn bây giờ cái bị nghĩ Bây giờ giống như cái vị đó mà nói Bồ Tát Thừa Mà không hề đá động Không hề đã kích Không hề phân tích Cái sai lầm mê tín dị đoan Cái sai lầm mình tin nhân quả một cách mù mờ Thì các người thính chúng người ta cành phiêu Người ta không đủ cái lực để người ta tin vào cái 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 cái, cái, cái giáo lý mà Bồ Tát Thừa này được Thầy xin thưa quý vị đó là những vị mà trình bày những cái giáo lý mà cái vị gọi là đã kích đó không phải là người ta người ta thù nhau đâu mà ta muốn bán cái mẫu hàng này nè người ta muốn đưa những cái người thính chúng lên học cái giáo lý này nè bắt buộc người ta phải tàn sát người ta phủi bỏ toàn bộ giáo lý thấp ở dưới để cho thính chúng nhận thức cho được dương lên chỗ này giống như cái người mà bán xe đó đó được chưa? Nó hay dữ lắm Nên cái nền giáo lý của Đức Phật của mình á Đức Phật có diễn tả Có nhiều cái cách mà diễn tả Cái giáo lý khác nhau á Mà có cái cách mà diễn tả Mà nó là trong kinh Đại Bác Niết Bàn á Nó có người mà học Phật mà đúng á Là phải đọc Cái bài kinh đó đó Hiểu được cái bài kinh đó nó nằm Ở vị trí nào Giống như tiên bà bà vậy đó Ha, cái, cái câu chuyện mà tiên bà bà đó Chỉ có ông vua Ông chỉ sáng dậy Ông thức dậy Ông kêu tiên bà bà một tiếng đó, Là tiên bà bà phải biết Lúc mà ông mới thức dậy Cầm gì chạy vô Cầm nước Rửa mặt Đồ đánh răng chạy vô Ông không hề kêu ở Tiên bà bà mang nước Và đánh răng vô nha Nhưng mà phải biết Cái người Cái người mà gọi là, là uh, Hào vua phải biết cái này mà khi mà rửa đánh răng xuống miệng xong á thì ông gọi là tiên bà bà thì cái người tiên bà bà này phải biết cái, tiếp theo là làm cái gì là điểm tâm sáng ăn sáng thì phải mang thức ăn vào thì khi mà điểm tâm sáng xong á rồi ông gọi tiên bà bà một cái nữa thì cái người hầu cận là phải biết là mang ông ăn sáng xong là phải đi săn là phải mang nỏ nó súng vào thì Đức Phật ông nói mình á, phải giống như cái người tiên bà bà Phải giống như giỏi như người hầu cận vậy, cũng giỏi như cái người mà gọi là công công vậy đó Chỉ khi mà chúng ta đọc cái bài kinh này Phật biết cái bài kinh này Đức Phật nói chỗ này Ở cái trình độ này nó sư mong làm sao mà cái vị ra được cái lớp Mấy cái lớp này cái vị hiểu dùm cái đó Mà gần như cái vị thấy ít có ai đề cập cái này đúng không? gần như không bao giờ làm cho gần như là chúng ta thấy gần là chống đối lẫn nhau không mà nhất là những vị mà trình bày những kinh điển đại thừa là hoàn toàn là thấy phủ toàn bộ cái nền giáo lý dưới hết nhưng mà đó là do chúng ta không có biết cách học do kinh điển thôi cái hệ thống kinh điển thôi cho nó học là như vậy đó thì uh, hôm nay chúng ta phân tích thêm cái phần thứ hai ha là cái phần mà trình bày về uh, cái phật tánh có hay không nó đơn giản như vậy đó à, thì nó tới phật tánh của đức phật đó, là trình bày ở trong kinh mà pháp hoa đó diễn tả phật tánh dùng cái từ gì từ gì Đức Phật ra đời vì một đại diện nhân viên Rồi dùng cái từ gì? Cái từ gì? Cái từ gì chỉ, chỉ cái từ Phật tánh à? Trì kiến Nhớ nha Mỗi kinh điển Đức Phật sẽ dùng cái từ ngữ khác nhau Để chữ cái Phật tánh của mình á Cái Pháp thân của mình á còn ở trong kinh đại bác nếp bàn á đức phật muốn chỉ cái phật tánh của mình á là chỉ dùng cái từ gì pháp thân trong kinh viên giác á, thì đức phật muốn chỉ cái từ phật tánh của mình là gì như lai viên giác diệu tâm còn di thức á, mà chỉ có phật tánh mình là cái thức thứ mấy thức thứ tám à là gia nhớ ha là gần như kinh điển đại thừa các tông phái đều cho chúng ta biết là mỗi người mỗi chúng sanh hay là chính đức phật đều có phật tánh thì ở trong như nhiều lần phân tích cái vị đó, cái thân của Đức Phật nó có ba cái thân. Ứng thân, báo thân và pháp thân. Ha, ứng thân và báo thân á, ứng thân có nghĩa là thái tử Tất đặc Đa sanh ra rồi lớn lên có vợ có con, đó là ứng thân, hiện y chang như người phàm vậy đó. Còn báo thân á nó sẽ khác. Báo thân có nghĩa là cái quả báo kiếp trước Đền trả đến bây giờ Cái này khác nhau Khác bằng cách nào có nghĩa là cái trí tuệ của Thái tử Tất Đạt Đa không ai có được Cái này gọi là báo thân Cái phước đức Cái, cái thân tướng đẹp của Thái tử Đa Do nhiều đời nhiều kiếp Thái tử đã tu tập Bây giờ nó báo lại được cái thằng đó Nhớ nha cái báo thân này hai cái này nó thuộc về cái tướng còn một cái cái thân thứ ba đó là cái pháp thân là cái chân tâm cái phật tánh của mình mà gọi là cái tâm á nhớ ha trong kinh đức phật chỉ có hai cái từ mà sử dụng mà chỉ cái tâm của mình đó là cái tâm và cái gì ý hay là cái tánh ba cái từ ngữ này thôi nghe không có sự trong kinh điển chánh thống Đức Phật không có từ linh hồn cái từ thân trung ấm á, là sau này của vị tổ ở, ở ở Trung Quốc mới có cái từ thân trung ấm còn khi mà chỉ cái tâm của chúng ta là trong kinh điển Đức Phật chỉ có sử dụng ba từ mà thôi cái tâm cái tánh và cái ý mà thôi thì sau này quý vị đọc những cái cuốn sách mà nó đề cập ở ừ, cái, cái thân trung ấm ha là cái uh, uh, cái linh hồn là cái biết kinh đó không phải chính thống của Đức Phật đấy nhớ ha thì cái Đức Phật ông nói rằng mỗi bản thân Đức Phật hay là mỗi chúng ta đều có ba cái thân đó cả đúng không quý vị có ứng thân không có chứ sanh ra rồi cũng có tứ chi rồi người đẹp người xấu khác nhau đúng không Báo thân có nghĩa là người đẹp người xấu đó là báo thân đó Đó là nó tùy thuộc cái nhân quả của mình gieo tạo Khác nhau hẳn nha Có nhiều người đẹp là do nhiều đời người ta tu tập có cái, 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 cái quả báo lành thôi à Cái này đó là không thể ai cho ai được hết Còn cái pháp thân á Trong Đức Phật và chúng ta y chang như nhau mà cái này á, trong đại bác bàn trong trong bát Nhã chúng ta diễn tả cái từ pháp thân này hay là cái cái Như Lai tánh hay là cái tri kiến diễn tả cái, cái từ gì à bác gì bác sanh bác diệt bắt cáo bất tịnh cấp Phật tánh chúng ta không sanh nha cái thân này mới sinh ra rồi chết đi gọi là có sanh có tử còn cái phật tánh của chúng ta đó khi mà chúng ta hội tụ sáu cái điều kiện như là địa thủy quả phong không kiến nó kết hợp với cái thức này là cái phật tánh này nó nó, nó gia nhập vào và nó hình thành nên một chúng sanh mới thì hoàn toàn cái này nó không có bắt đầu sanh và không hề sau khi chúng ta chết mặt mà sau khi chúng ta chết chẳng qua là cái pháp thân này Cái cái Phật tánh này Nó trở về với gì? Vũ trụ bên ngoài Khi nào hình thành chúng sanh mới Thì nó lấy một miếng từ cái vũ trụ này Nó kết hợp với sáu thành bằng kia Nó hình thành chúng sanh mới Thấy chưa? Bắt sanh, bắt diệt, bắt cáo, bắt tịnh, bắt tăng, bắt giảm Không thể thêm được Phật tánh đã là vàng 49 cái việc không thể làm nó 40 50 được ha nó cái vị thấy rõ ràng cái cái gì đọc cái này đó khi mẹ nó mới bắt nhã đó nó diễn tả các Phật tánh của chúng ta vậy đó mà chúng ta bắt đầu mới sai lầm lớn đây nè chúng ta nghĩ là sau khi chúng ta chết rồi đó cái tâm chúng ta là đi vào Diêm Vương thấy chưa quý vị thấy rõ ràng là cái nền giáo lý mà chúng ta nghiên cứu không kỹ á, cái khổng của lão nó nằm trong một đống trong đó đức phật trong kinh đại thừa ông nói là cái phật tánh của chúng ta là là gì a là gia thức Ha là di thức á, là mẹ sanh ra tất cả mọi vật trên đời này nhớ ha mọi thứ trên đời này chúng sanh hữu tình là con người động vật rồi những chúng sanh vô tình là từ cái phật tánh chúng ta sanh ra vậy đó mà sau khi mà chết rồi á rồi diêm dương đi bắt cái người mẹ mà sanh ra đứa con là diêm dương diêm dương là một trong những đứa con sanh ra đúng không vậy đó mà con nó đi bắt mẹ để nó trị tội cái giáo lý nó sai lầm đến mức độ đó mà chúng ta lo sợ cái phật tánh là không bao giờ có thiện có ác trong đó không ai có quyền bắt nó chứ bị thấy rõ ràng cái chúng ta học cái này đó chúng ta nhận thức mà tốt rồi đó gần như chúng ta không sẽ chết là lý do đó tại vì chúng ta cứ nghĩ rằng chúng ta chết rồi á là chúng ta bị đọa bị cái gì đó ngưu đầu mã diện á lên dắt lên hồn chúng ta xuống chim dương rồi trị tội không Mà cái Phật tánh chúng ta nó là như vậy Nó là sanh ra cả Diêm Dương Mà Diêm Dương làm cái chuyện đó Cái chuyện mà Diêm Dương trị tội Cái này nó không nằm trong cái nền giáo lý nhà Phật nha Không hề Đức Phật đề cập Cái vấn đề mà cái địa ngục Cái kiểu mà hiểu dân gian chúng ta Cái này là cái nền giáo lý của khổng của lão Nó nằm trong cái nền giáo lý nhà Phật Để nó hù dọa những người nó làm ác mà thôi Nó có giá trị đó Nhưng mà giá trị đối với những người Mà không học đạo nhiều thì quý vị thấy rõ ràng là các phật tánh của chúng ta mọi người đều có thì bây giờ quý vị đặt câu hỏi mình có thể là tạm tin là đức phật Ông nói mọi người đều có phật tánh rồi thì bây giờ mình có thể có cái cách nào giới thiệu hướng dẫn trình bày cho người ta cảm nhận ha ta nhận diện được cái phật tánh hay không phải có chứ mình phải làm sao mình 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 diễn tả cho người ta đặt câu hỏi chứ ờ, cái câu hỏi rõ ràng này vì sao có phật người ta nói có phật là như thế nào anh chứng minh coi về cái bản thể coi thì ở đây đó cái vị học phật á cái vị đừng cái nặng cái từ phật cái việc dùng cái từ Phật rồi cái việc làm y như để Đức Phật đâu trên trời không à nó rất là linh thiêng hay là nó phi thường gì đâu á cái từ phật ở đây là một cái tên gọi chỉ cho một người tỉnh thức mà thôi nếu là ai đã nghe cái quyển sách mà đường xưa mây trắng của hòa thượng nhất hạnh là một cái từ phật để diễn tả cho các người đó tỉnh thức sống tỉnh thức 24 trên 24 mà trong đó chỉ có Đức Phật Thích Ca là làm được chuyện đó Thì bây giờ cái cái Phật tánh của mình ở trong cái cơ thể vậy nè Phân tích sai vậy ha Địa là cái 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 thịt, cái xương là dễ hiểu ha Thủy là nước Là trong người của mình có nước mắt, nước mũi này kia nọ đó Là thủy Quả là trong cơ thể chúng ta phải có hơi ấm Nếu không có hơi ấm là chết ngay lập tức Địa thủy quả phong Phong thì dễ hiểu rồi Hít ra thở vô mà quên Hít ra mà quên thở vô là xong phim Là nó có phong Địa thủy quả phong không Có nghĩa là trong cơ thể chúng ta phải có khoảng trống Mọi vật trên đời này nó phải có cái khoảng trống nó mới được Chứ vì coi giống y như là bây giờ cái cộng dây đồng á ha Cái cộng dây đồng nó cứ mình với cái cặp mắt là mình nhìn nó có thấy khoảng trống không không Nhưng mà về vật lý, về khoa học Nó cho chúng ta thấy rằng Trong cái cộng dây đầm có khoảng trống Những cái cộng dây đầm Nó có những protein nó sẽ khoảng cách với nhau Khi những protein đó Nó tương tác lẫn nhau Thì dây điện, điện nó mới dẫn đi được Thì điều đó cho chúng ta thấy thêm á là Đức Phật ông nói là vạn vật trên đời này Cái vật nào nó cũng phải có, có khoảng trống Mà thậm chí cái cộng dây điện Dây đồng đó đó Chúng ta thấy với cặp mắt thường là không bao giờ có con trống Nhưng mà về khoa học người ta phân tích là có Được chưa? Là được năm cái rồi ha Địa thủy quả phong không kiến Kiến đó là một cái Cái nhận thức mà nó thuộc có nghĩa là bản năng Giống như bây giờ chúng ta đi Chúng ta lỡ Chúng ta để đưa cái chân vào trong cái Cái lửa Thì gì? Nó nóng quá làm gì Giật ra Cái này là bản năng nha Nóng là giật ra lập tức Thì cái kiến này đó đa số nó sử dụng cho con vật nhiều nhất Con người chúng ta vẫn có sử dụng nhưng mà rất là ít Thì Đức Phật nói đó Cái con vật đa số là nó có chỉ có sáu thức mà thôi Là theo kinh điển đại thừa Còn cái con người mới có được đầy đủ thất đại Có nghĩa là bảy cái là nó cộng cái thức nữa. Cái thức này nó khác với cái kiến không? Nó khác. Có nghĩa là cái thức này đó nó nhìn cái chúng ta nhìn vào lửa đó, chúng ta biết nóng. Trước khi mà đưa cái chân vào, suy nghĩ trước đụng vô lửa là nóng. Có nghĩa là cái kiến, cái thức này đó nó suy nghĩ được, nó biết trước được vấn đề. Cái nhận thức nó tốt hơn là cái kiến còn cái từ mà kiến đó là nó chẳng qua là cái bản năng của con người hay là động vật mà thôi thì trong cái con người chúng ta nó đầy đủ bảy cái thành phần này nó hình thành nên một chúng sanh nha thì khi mà chúng ta chết đó thì bảy cái đại này nó, nó trả về với bảy cái trong vũ trụ này thôi hà nó rất là rất là khoa học mà gần như chúng ta đức phật trình bày rất là rõ mà nếu mà chúng ta không có thiền định chúng ta không chấp nhận thôi nếu mà chúng ta có ngồi tư duy thiền định là chúng ta rất rất là hay bây giờ chúng chúng ta lấy cái ví dụ mà cái cái bảy sắt cầu vòng á khi mà cái thời tiết mà nó đủ thì bảy sắt cầu vòng nó hiện đúng không mà chỉ cần Cách thay đổi thời tiết một cái đó thì bảy sắt cầu vòng này bảy cái màu này đó nó tan biến vào trong cái vũ trụ này không có nhà khoa học nào đi tìm được cái màu xanh nó nằm chỗ nào màu đỏ nó nằm chỗ nào màu trắng nó nằm chỗ nào nhưng mà nó không mất nha chỉ cần cái thời tiết mà nó 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 giống như hồi nãy mà nó hiện bãi sắc cầu vòng đó thì ngay lập tức bãi sắc cầu vòng sẽ hiện lại cái cơ thể chúng ta sau khi chúng ta chết nó trở về với trong cái vũ trụ này chúng ta không hề biết nó như thế nào cả mà khi đủ cái nhân duyên rồi á cộng với cái tội và cái phước trong đời này chúng ta gieo tạo á thì ngay lập tức nó hiện ngay một chúng sanh mới bao gồm bảy điều kiện. đừng hỏi là nó, nó từ đâu nó đến cũng giống như cái màu mà trong bảy sắc cầu vòng đừng hỏi các ông nhà khoa học là những cái màu đó nó hiện ở đâu và nó đến như thế nào. Mà đây gọi là cái nhân duyên Đầy đủ thì mọi thứ nó hội tậu Và nhân duyên không đầy đủ Mọi thứ nó sẽ tan biến Thì cái việc co lại co thử Cái chuyện mà uh, Nhân duyên trong giáo lý nhà Phật Nó gần nó chi phối mọi thứ Trên cuộc đời này hết Mà rất là khoa học Chứ không phải là chúng ta là tín đồ Đức Phật Chúng ta tin theo Đức Phật nha Một cách mù mờ đâu Thì lấy bãi sắc cầu vòng Chứng minh cho quý vị thấy đó cái cơ thể chúng ta cũng y chang như vậy thôi nha à. Đủ duyên, đủ điều kiện Hiện lên một chúng sanh mới Hết duyên, hết điều kiện Ngay lập tức Cái chúng sanh mới nó tan biến Chỉ có bao nhiêu đó thôi à Nên chúng ta Đức Phật nói còn cái gì Sanh, sanh, diệt, diệt Còn nhiều nữa mà cái này muốn mà bình tĩnh trước cái chuyện mà chết của mình á là nó chỉ có hàng ngày tư duy thôi à hàng ngày suy nghĩ về nó làm sao chúng ta chấp nhận chúng ta thấy sự thật mọi vật trên đời này nó tụ tan y chang như cái 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 bãi sắc cầu vòng thì chúng ta y chang như vậy đó đây là cái sự thật nha cái chân lý của cuộc đời nó vậy đức phật ông trình bày rất là rõ mà cái sai lầm cái hiểu biết cái nhận thức tệ của chúng ta quá tệ Chúng ta không thấy được cái đó Mà bây giờ chúng ta được Đức Phật Ông trình bày ông hướng dẫn Chúng ta có thiền định tư duy Chúng ta thấy rõ ràng chính xác Nhưng mà đây thấy một cách Có nghĩa là hiểu biết một cách Nghe thôi, mù mờ Chưa có chấp nhận đó là chân lý Nên chúng ta sợ cái chuyện chết Nên cái vị nào mà tu Mà nghe nói chết đó, Mà sợ đó là tu dỏm á không thiệt ai mà nó chết mà 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 sợ là tu dỏm đúng không dỏm rõ ràng mà Ông dạy cái phật dạy cuộc đời này là vô thường đúng không ai rồi cũng sanh già bệnh chết mà anh không tiêu thụ được cái đó là anh tu dỏm mà đúng rồi mà rõ ràng đó là chân lý mà nên thiệt Của là cái hiểu biết á thì chúng ta có thể nghe kinh điển chúng ta thông được chúng ta hiểu được nhưng mà cái sự tu tập chúng ta đó chúng ta từng bước lê lê lết lê lết lên không à chứ rõ ràng đấy chứ nên chúng ta mới thấy rằng là cái cái lời của đức phật nó là quá tuyệt vời nên cái cái hướng mà mình ở đó là giống như cái cuộc đời này, ra cuộc đời này sống chơi rồi đói thì ăn chơi Rồi bệnh là uống thuốc chơi Rồi chết thì cũng chết chơi luôn à. Phải lấy cái câu đó làm châm ngôn mới được Chứ bây giờ cái vị không có chết chơi đi nữa Nó cũng chết rồi à. Không ai thoát khẩu hết mà Mà gần như cái mình thấy không Mình đầu tư nhiều hướng dữ lắm Những cái chuyện đáng làm á, thì mình không chịu làm là cái chuyện mà lo cho cái kiếp sau của mình á, mình tái sinh lại được cái phước báo hay là này kia nọ cái đó là mình tu rất là yếu mà trong khi đó mình dành cái thời gian đầu tư tài chánh kinh tế không mà những cái đó sau khi mình chết rồi nó không xài được cái gì hết mà chỉ có cái tội và cái phước nó sẽ đi theo mình đó mà mình là ít có để ý cái đó như chúng ta nhớ cái câu chuyện mà ông 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 trưởng giả có bốn người vợ đó cái bà thứ tư là hoàn toàn ổng cứ gì ổng muốn để ý tới mà cái bà này đó là ổng diễn tả là cái người tội và phước á mà cái bà đầu tiên là ổng cứ gì là cái gì ổng cũng lo hết thì ổng nghĩ là khi mà ổng chết rồi á là ổng hỏi là bà này cho ổng đáp án hạnh phúc mà bà nói rằng là em thì thương anh lắm nhưng mà khi mà anh chết anh tắt thở là đường ai nấy đi hoặc là cái bà thứ hai nói rằng Anh chỉ cần tắt thở là em đi lấy người chồng khác ngay lập tức Mà bây giờ suy nghĩ là cái bài kinh đó Hầu đó Đức Phật chưa có nói sau Còn bây giờ suy nghĩ rằng là Anh chưa tắt thở Em chưa tắt thở là anh đã đi Anh ha, em đã đi lấy người chồng khác rồi Mà cái người vợ thứ hai này để chỉ gì Tài sản của cải Cha mẹ chưa chết mà con nó tới nó làm gì Nó chia rồi rõ ràng là đi lấy người chồng khác rồi đấy. Vậy mà gần như là khi bị nghĩ là đi, chúng ta gần như dồn hết thời gian của mình công sức chúng ta để đi tìm cái thứ đó không. Dồn một cục lại đó rồi xong rồi, không xài được cái gì hết. Ừ, chúng ta thấy rõ ràng ha. Thì bây giờ quay lại để chúng ta chứng minh cho ta thấy được cái Phật tánh chúng ta nó nằm ở đâu, nó như thế nào, nó biểu hiện như thế nào. Chúng ta có hay không? Rồi chúng ta có thể sống với nó hàng ngày hay không Thì cái từ Phật tánh ở đây Ha là cái Cái gọi là cái từ Giải thoát giác ngộ Thì những cái từ này diễn tả cho cái Phật tánh của mình thôi Thì cái đó đó Cái từ cái 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 đó nó có được Với điều kiện gì Cái người đó phải hoàn toàn Không còn phiền não. Cái tâm người đó đó hoàn toàn trong sạch tất cả phiền não thì các Phật tánh chúng ta có mặt. Mà các Phật tánh chúng ta nó có mặt á, nó không có buồn, không có giận á cái cảm giác, cái nhận, cái 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 mùi vị hay chúng ta nào có cảm giác như thế nào. Ở đây nhà sư nghĩ cái vị có sống cái đó rồi nhưng mà cái vị uh, không nhận diện nó được giữ nó lâu được chứ mọi người đều có đức phật đã nó có mà nhưng mà chúng ta cái, cái phật tánh chúng ta nó hiện ra nó quá nhanh rồi chúng ta không kịp giữ nó lại để kéo dài rồi chúng ta để cái đó ra đi thì ví dụ như đơn giản chúng ta sáng sớm mà mới thức dậy á chưa có ai mà ghẹo á chưa có ai chữ bớ hết á cái tâm quý vị nó ở cái trạng thái là không buồn, không phiền, không giận, không hờn. Trong đó không 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 vui luôn nha. Cái vui nó là một trong những cái thứ phiền não. Nó buồn đó phiền não chúng ta đã đã thấy rõ ràng, nhưng mà cái vui nó cũng là cái phiền não. Nhớ khi mà có thằng buồn, thằng vui á, đó, đối lại ngược lại thằng vui thì phải có thằng buồn thôi Nên trong kinh điển Đức Phật gọi là bất nhị. Có nghĩa là không có hai Hãy không có thằng vui đó, thì không có thằng buồn Thì cái này đó Quý vị có Đức Phật đã nói rõ ràng mà chúng ta có mà Sống qua nó được Mà cái đó nó hay nó, nó nó, hạnh phúc dữ lắm Ai sống với nó mới cảm nhận được cái đó Là cái vị sống ở cái Không bị cấp những cái thứ phiền não Giận, giận hờn, buồn Mang mát hay là phẳng hẳn rồi đó nó chi phối cái tâm chúng ta đó Chúng ta sống giống như ngầu uống cà phê Mà cảm giác nó bình thường thôi Nhưng mà là hạnh phúc cực đỉnh Chứ còn cái hạnh phúc ngoài đời á Làm tổng thống hạnh phúc không Quá hạnh phúc đúng không Nhưng mà nhớ Cái quy trình của nó lên đỉnh á Thì nó sẽ làm gì Nó rớt xuống Cái hạnh phúc đó Đức Phật gọi là hạnh phúc tạm bợ cái hạnh phúc này có điều kiện sanh ra Thì phải có điều kiện sẽ mất đi Có điều kiện là người ta Bào mình lên làm tổng thống là vui Nhưng mà đến cái hết công việc làm Hay là người ta quỷ bỏ mình Thì có cái điều kiện người ta quỷ bỏ Thì mất là ngay lập tức Sanh Phiền não Còn các cái tâm của chúng ta Mà không có ai khen Mà cũng không ai chê hết đó Thì nó không có điều kiện thì cái tâm đó mới là cái tâm Phật của chúng ta, không bao giờ nó mất. Quý vị gì sống thử đi, suy nghĩ quý vị có sống được. Tuy là nó không có cái, cái cái hạnh phúc mà diễn tả theo cái người thế gian mình hiểu á là nó 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 hăng sai rồi nó phấn khởi. Cái hạnh phúc đó nó 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 nó, nó gọi là nó bị uh, thể hiện cái 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 uh, nó thô bên ngoài Cái hạnh phúc đó không phải là vĩnh cửu Mà cái hạnh phúc mà chúng ta tu tập Chúng ta loại trừ bỏ bớt Những cái phiền não Cái tâm chúng ta đó Giận hờ người khác bây giờ bỏ bớt đi Sống với nó đó Cái đó Đức Phật gọi là nếp bàn nha Cái đó Đức Phật gọi là giải thoát giấc ngộ của Đức Phật đấy Đừng tìm cái giải thoát cái nếp bàn Đức Phật Ngoài cái cái, cái 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 cái, tâm này không có một cái thứ hai đâu vậy thì quý vị có quý vị sống được không cảm nhận và sống được và có được đó là cho chúng ta chứng minh cho chúng ta thấy là mọi người đều có cái tâm đó mà cái tâm đó đức phật ông gọi là gì ba cái bốn cái đức tính gì từ bi hỷ xã diễn tả cho một cái Cái tâm Phật của chúng ta Sư thưa quý vị đó Quý vị tu tập bao nhiêu năm Quý vị Phật tử như thế nào sư không biết Nếu quý vị không Học Nhận thức được Cái này là một Và quý vị không sống được cái này Là quý vị theo đạo Phật Chẳng qua là quý vị đây cái niềm tin mà thôi Không chưa hưởng một cái gì của Đức Phật cả bao giờ quý vị sống được với cái tâm này mới hiểu được Đức Phật là gì, cái nếp bàn Đức Phật là gì, quý vị mới hứng thú trong quá trình chúng ta nghiên cứu kinh điển và chúng ta sống theo đạo Phật. Còn chúng ta bây giờ mà chúng ta chỉ có cái là cầu nguyện, dân sinh này kia nọ, cái đó là sẽ nói là thuốc giả đấy không phải thuốc thiệt đâu Cái thuốc thiệt mà nãy giờ nói đó Chứ vị phải làm sao chính cái bị loại trừ bỏ được nha Cái tâm mà phiền não cái bị bỏ được Giận quá bây giờ bỏ bớt được không Được Còn không được Đức Phật không nói Mà không được Đức Phật cũng không thể thành Phật được Nhưng Mà con cái là có chịu hàng ngày hàng giờ hàng phút Để mà lôi nó ra khỏi hay không thôi Quý vị phải cảm nhận cho được, nhận thức cho được khi chúng ta lôi nó ra là chúng ta hạnh phúc thì chúng ta mới cố gắng lôi lần lần ra. Còn quý vị không hiểu được cái này, quý vị không muốn lôi nó ra ngoài quý vị tu suốt đời hết một kiếp này sẽ nói chẳng qua là cấp các... quý vị đến đạo Phật bởi cái niềm tin để kiếp sau để có duyên của đạo Phật thôi. Chưa tu tập chưa phải nhận thức cái giáo lý nhà Phật đâu. cho cái vị thấy đó là là thuốc thiệt đấy mà khó chịu lắm bây giờ kêu cái vị cúng dường làm cái chùa hay là xây cái tượng dài ba ngàn đô cái vị làm khỏe dữ lắm mà kêu cái vị dừng đi cái xăng cái vậy là thua nhưng mà không có được cái mà kêu cái vị cúng dường tạo cái này cái đó là thuốc giả là tạm chẳng qua là cho cái vị gieo cái phước đức thôi còn cái chuyện mà cái việc có được cái an lạc cái hạnh phúc hay không là chính cái việc người lâu rồi cái lớp này không có còn cái chuyện mà hù, không có không có cái còn cái từ mà khuyến khích nữa nha không có dắt nữa là tự có nghĩa là chỉ đường thẳng là tự ai nấy đi thôi à còn vậy nào mà đi không nổi thì chịu khó ngồi đó rồi ấy chứ còn không thể là những cái lớp này mà không thể trình bày thì không biết bao giờ. Nhưng mà quý vị kiểm chứng là coi cái cái những cái lời đức Phật nói có trúng hay không? Phải kiểm tra cho được, đừng bao giờ nghe kinh là đồng tình. là là là, là, là chấp nhận hết. Phải kiểm tra. Ổng nói vậy thôi tôi áp dụng coi thứ hạnh phúc không? Hạnh phúc được rồi mới quý đức Phật mới có giá trị nha mọi chuyện đó ông nói rõ ràng là ông nói kinh hay cỡ nào đi nữa cũng chẳng qua là cái gì trợ đạo trợ đạo thôi nghe ba tạng kinh điển vẫn là đồ trợ thôi tạm thôi còn cái chính là cái gì phật tánh trong mọi người ba tạng kinh điển là cái nùi dẻ cái nước để lau chùi những cái dơ dái ông phật mình thôi cái đạo Phật quý vị thấy đến mức độ mà đề cao cái con người chúng ta đến mức độ đó, có tự do, có bình đẳng đến mức độ đó. Còn cái gì nữa? Không còn cái nào hơn được nữa hết. Bây giờ cái vị nào muốn hạnh phúc thì tự mình tạo ra, rồi vị nào mà không muốn hạnh phúc cứ để y ì vậy cái vậy thôi à. Ừ, thì cho nhăn nhận thức Bây giờ quý vị có thể là Cảm nhận được ha Là Phật mà nó thì có bản thể Trong mọi người có Mà cái này cái từ này đó Quý vị đừng có định nghĩa cái từ Phật Là trên trời gì hết đó Là chẳng qua là một cái con người Mà có cái cái tánh Cái tâm Mà có nghĩa là sống Trong tỉnh thức 24 trên 24 Nên có những cái bài kinh mà sư nói Không đọc có thì không hầu đó đọc không hiểu Đức Phật ông nói là mình tu cả trong giấc ngủ Trời đất Ngủ mà cũng tu làm sao Nhưng mà sau này mình học Mình mới thấy rằng Ông nó tu cả trong giấc ngủ là hợp lý Có nghĩa là trong cái giấc ngủ của mình á Cái thức á Nó còn hoạt động Mà trong cái Nó mà nó đang mơ á mà ác mộng á là cái tâm nó đang hoạt động về cái hướng gì hướng ác mà ông nói ngay cái gặp cái như vậy thì thức dậy là tu đấy chứ để thấy đức phật mình chẳng hàng ngày chúng ta đi tới đi lui là chúng ta nhận thức là chúng ta tu là trúng rồi nhưng mà thậm chí trong giấc ngủ mà chúng ta đang mơ mà giết người hay chúng ta làm những điều mà bất nhân thức đức thì đức phật nói đây là một cái hành động ác bất thiện càng phải tỉnh thức dậy nha đức phật chúng ta cái vị sẽ nói là đừng có đưa nó lên cao là cái vị thất bại hoàn toàn đưa đức phật cũng giống như bạn bè sẽ nói giống như vậy đó thì một mai cái vị mới học đạo được bạn bè là quý lắm mà đó còn Đức Phật chúng ta là cái ngư mà còn trong cái xã hội nếu mà Ấn Độ là còn đi ăn xin mà. Nhưng mà chúng ta nể Đức Phật, mọi người đều nể Đức Phật có nghĩa là mọi thứ trên đời này tác động đến Đức Phật. Đức Phật giải quyết mọi thứ trên bằng trong cái 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 kiểm soát của mình, bằng cái trí tuệ của mình. Còn đó hoàn toàn là chúng ta không có chuyện đó chúng ta giải quyết mọi thứ bằng cái gì mất tỉnh thức không thất bại hoàn toàn có những trường hợp mà thưa quý vị đó những vị hòa thượng lớn mà mất chánh niệm một xíu là có những lời nói những hành động là ảnh hưởng rất là lớn vì vị coi trên đài trên trên uh, truyền hình là ta đưa những thông tin những vị mà mà về cái mặt uh, tinh thần á là có lẽ đại diện cho thế giới đó ta bào chọn như vậy nhưng mà mất chánh niệm xíu khi mà một người nào cầm tới mình là mình vũ ngay lập tức do mình mất chánh niệm chứ còn có người mà có chánh niệm quản lý được cái cái suy nghĩ cái hành động cái lời nói của mình á là người ta đụng ở à, gỡ ra nhẹ nhàng không có chuyện gì hết. Chỉ có Đức Phật là cái người gọi là trong hòa thượng nhất hạnh dùng cái người tỉnh thức thôi hà. Không hề có thằng thông có bay đi đâu được hết á. Mà mọi thứ uh, danh lợi nó đưa đến rồi thậm chí những cái khổ đau chúng ta khổ đau không bằng Đức Phật đâu. Những cái 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 gọi là những cái thử thách chúng ta không nghĩ lý gì cả đâu thậm chí mà có những người phụ nữ mà mà vô mà chết ở trong gần cái 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 cái, cái cốc của Đức Phật á. gặp chúng ta là chúng ta loạn lên ngay lập tức mà Đức Phật dạy các vị tỳ kheo á, là đi ra đi khất thực cái ai có hỏi gì cứ âm thầm mà đi thôi cứ đi xin ăn vậy thôi Và Đức Phật ông nói mọi thứ theo thời gian nó sẽ có câu trả lời mà quan trọng chúng ta có dám chấp nhận được cái khoảng thời gian bao lao để nó, nó, nó giải quyết nó làm trong sáng vấn đề đó thôi mọi thứ trên đời này cái vị thấy y chang vậy đó cái chuyện gì nó sôi nổi là một thời gian nào đó cái tự động mà nó cũng loãng đi nhưng mà chúng ta không đủ bình tĩnh không đủ nhận thức là chúng ta sẽ đau khổ ngay cái lúc mà nó mới loạn lên đó là chúng ta mất chánh niệm chúng ta mất tỉnh thức dần như các tâm phái các giáo lý đức phật cái phương pháp đức phật là làm sao chúng ta trở về với chánh niệm thôi ủa quý vị nói ủa trở về chánh niệm để làm gì mà sao mà cứ đạo phật cứ chánh niệm không Chứ nói quý vị làm ăn ở ngoài đó mà quý vị có chánh niệm tốt quý vị sẽ thành đạt còn nhiều hơn nữa Cái người mà khi mà có chánh niệm cái tâm nó nó tỉnh á, nó giải quyết nó nhận thức nhiều cái cái cách làm ăn thành rất là tốt. Có hướng đi rất là tốt. Đó là chúng ta nói về xã hội, hay là về chính trị. Một cái con người mà lúc cái tâm cái đầu mà nó 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 rối lên á, giải quyết cái sự việc không bao giờ trong sáng được hết. Mà cái người cái tâm mà nó 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 tỉnh được rồi á, thì về chính trị người ta sẽ đưa ra những cái phương án những giải quyết rất là tốt thì thưa quý vị đó mọi thứ trên đời này mọi việc trên đời này nếu là chúng ta có tỉnh thức có chánh niệm có nghĩa là chúng ta tu trúng đường lối Đức Phật chúng ta có được cái đó là chúng ta thành công trên mọi lĩnh vực luôn trong đó có vấn đề mà tu tập của chúng ta này Chứ đừng cứ nghĩ là vấn đề mà tu tập để dành cho mấy ông thầy, mấy bà cô trong chùa Trời ở học đạo kia đó là nó tệ dữ lắm Gần như chúng ta mất chánh niệm hết Từ sáng tới chiều mở mắt ra Tới chiều mà nhắm mắt lại đi ngủ là chúng ta sống trong vọng tâm hết Ngoại trừ khi nào cái vị ngồi thiền định thì một mai quý vị mới sống được trong cái, cái 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 tâm của mình theo cái cái biết cái tâm mình nó đang hoạt động như thế nào. Ở đây buổi sáng chứ ta có có khi nào nó ờ ừ, uh, theo cái tâm ờ uh, nó đang nghỉ uống uống cà phê, cái cái tâm nó đang nghỉ hút thuốc, cái cái tâm nó đang định hướng tới cái chuyện mà đi thăm người này người kia không? Không. Chúng ta hoàn toàn không bao giờ theo dõi kiểm tra cái tâm của chúng ta Mà người đời người ta gọi là à, Theo dõi cái trái tim cái đỉnh cao của ngài quan âm là trở về đó đó quán thế âm là quán cái gì cái âm thanh một cách liên tục mà cái âm thanh liên tục là cái gì nó đây nè cái trái tim nè nó nói rất là nhiều Hàng ngày nó nói rất là nhiều mà chúng ta đâu có biết. Đi ăn trộm nó có nói trước không? Có. Nó trước khi đi ăn trộm run không? Sợ không? Nó nhắc á mà chúng ta đâu có biết. Nếu là người tỉnh thức ăn trộm là nó nhắc là ở tù á là chúng ta đâu có đi. Rồi khi mà chúng ta làm một việc thiện có nghĩa là tâm chúng ta đang nhắc, đang hướng dẫn chúng ta là chúng ta phải nhận diện biết cái đó cái đỉnh cao của cái cái quan thế âm là trở về quán sát theo dõi cái trái tim cái lời nói từ trái tim chúng ta các ông thiền sư để làm gì mục đích cũng về theo dõi nó thôi à quản lý cái tâm thôi à tịnh độ tâm mà muốn được cái mà nhất tâm bất loạn thì được cái gì cũng về tìm nó Hoa nghiêm tông Thiền uh, pháp hoa tông Những cái tông này cũng phải Cuối cùng phải giải về với chánh niệm thôi Giờ người ta đưa phương pháp tụng kinh đó, Là giúp chúng quý vị cũng trở về chánh niệm đó. Bây giờ cái vị con mắt quý bị nhìn vô cái cái, cái, cái tay quýnh mỏ Con mắt nhìn vô cái chữ này Có nghĩ chuyện khác được không Không Nhưng mà cái này đó Cái cái mà giúp cho chúng ta trở về chánh niệm Bằng cách tụng kinh đó Nó không bằng cái người mà thiền định Là sao nó không bằng Là tại vì chúng ta đang tụng kinh Là nó bắt chúng ta phải theo cái từ đó Nó ở cái thế là bị động Bị động có nghĩa là bắt chúng ta phải đọc Theo cái từ đó chúng ta mới đọc kinh Còn có vị mà thiền định là ở trong cái, cái tỉnh Người ta nhận diện Người ta quán chiếu Người ta theo dõi cái tâm Thì người ta sẽ Hướng dẫn cái tâm trở về Với cái tịnh nó sẽ nhanh hơn Nên quý vị thường thường nghe các vị nói Là cái thiền tông nó tốt hơn là lý do đó Tại vì ở trong cái tỉnh mình theo dõi mình hướng dẫn mình loại trừ nó tốt hơn là cái động còn bây giờ ví dụ như bây giờ mà tụng kinh á mình đang tụng kinh á thì mình giữ cái tâm nó theo được còn mà khi mà không tụng kinh á Thì mà không biết nó nằm ở đâu Nó khác chỗ đó ha Thì đó Tạm ha Phân tích một vài ý cho quý vị nhận diện cho được Trong mọi người đều có Phật tánh Sau này ai có hỏi đó Rồi cũng giới thiệu bằng cách Rồi mai mốt có muốn hiểu được có Phật tánh trong tâm không á là làm sao ông về ông bà làm sao mà bỏ bớt cái cái tâm phiền não của ông bà đi rồi ông bà sẽ thấy rất là hạnh phúc An lạc Thì cái tâm đó đó gọi là cái Phật tánh Mà nó thuộc cái bản thể Còn cái Phật tánh mà bữa hưởng họ có hay không á, Thuộc về cái lịch sử thì chúng ta đã phân tích rồi Đã được chưa Rồi chúng ta dừng ở đây quý vị ha